Nước Mỹ đang ghi nhận nhiều hiện tượng tự nhiên bất thường diễn ra cùng lúc, gồm nắng nóng, bão nhiệt đới và chất lượng không khí kém. Tại khu vực phía Nam và phía Tây nước Mỹ, hiện tượng vòm nhiệt đang khiến hàng chục triệu người phải hứng chịu cảnh báo nắng nóng cực độ. Tại thành phố Phoenix, bang Arizona, nhiệt độ trong ngày 18 tháng 7 đã vượt 43 độ C trong ngày thứ 19 liên tiếp, phá vỡ kỷ lục 18 ngày liên tiếp nền nhiệt vượt 43 độ C. Bang Arizona báo cáo nhu cầu sử dụng điện tại đây đã ở mức cao nhất từ trước đến nay, với lượng điện tiêu thụ là 8.191 MW vào ngày 15 tháng 7 do nắng nóng. Trung tâm bang Texas, khu vực trải dài từ phía bắc thành phố San Antonio đến thành phố Dallas, được dự báo ghi nhận mức nhiệt sẽ tăng lên khoảng 40,5 độ C trong 2 ngày tới. Điểm nóng nhất tại Mỹ ngày 18 tháng 7 là thung lũng chết ở bang California, nơi nhiệt độ tại công viên quốc gia thung lũng chết lên tới 50 độ C. Nền nhiệt cao nhất từ trước đến nay của thung lũng chết là 56 độ C, và đây cũng là mức nhiệt nắng nóng nhất từng được ghi nhận trên bề mặt trái đất. Trong khi đó, bang Vermont, cảnh báo lũ lụt được áp dụng đối với nhiều khu vực trung tâm của bang, bao gồm cả thủ phủ Montpelier, nơi bị ngập sau trận mưa xối xả vào tuần trước. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ dự báo, dông bão vào chiều 18 tháng 7 sẽ trút xuống khu vực này, lượng mưa 25-50mm/giờ và nguy cơ lũ quét gia tăng do độ ẩm đất tại đây đã bão hòa. Còn theo trang web Enow, chuyên theo dõi tình trạng ô nhiễm, khói từ các đám cháy rừng ở Canada vẫn đang bay khắp nước Mỹ, dẫn đến chất lượng không khí có hại cho sức khỏe tại các khu vực xa xôi như công viên quốc gia Yosemite, bang California, thị trấn Conway, bang New Hampshire và công viên quốc gia Great Smoky Mountain. Ông Stan Benjamin, cộng tác viên nghiên cứu cấp cao tại Viện Hợp tác Nghiên cứu Khoa học Môi trường Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ cho biết, gió ở độ cao khoảng 3.000-4.570m so với mặt đất và các hình thái thời tiết khác có thể đẩy khói bay xa hơn tới 800 km/ngày, khiến khói bay khắp nước Mỹ.